Dạ, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thì Hải đang ở chỗ nhà của bé Danh quý vị. Hôm trước thì Hải cũng chia sẻ video đầu tiên thì bé Danh ở giữa rừng với lại bà ngoại đó quý vị ạ. Mẹ của em thì bị tai nạn mất. Rồi còn bố của em thì bỏ đi từ lúc 2 tháng tuổi. Thì hôm trước Hải chia sẻ thì cũng được cô bác anh chị giúp cho bé là làm một cái căn nhà ra bên ngoài này quý vị ạ. Thì hôm nay thì nhà cũng đã hoàn thành rồi. Hôm nay Hải lên đây để mà bàn giao nhà cho hai bà cháu đó quý vị. Thì cũng rất là mừng là hôm nay đã xong nhà, vì thật sự quý vị là năm ngoái do cái tình hình mà bão lụt đó quý vị, rồi bị sạt lở đường, rồi nói chung là không có vận chuyển vật liệu lên được, thì nói chung là làm nó cũng hơi lâu. Thì Hải cũng mong rằng là quý cô bác mạnh thường quân là cũng hiểu và thông cảm cho Hải ha. Thật sự là hôm nay làm xong nhà mà lên thấy mừng quá chừng luôn, không nghĩ rằng là làm được cái nhà ở trong cái ở đây được. Nói chung bữa nay thì đường ở đây thì họ cũng đang làm bê tông rồi quý vị ơi. Nói chung đi vô đây thì dễ hơn lúc xưa Hải quay rất là nhiều rồi quý vị. Bây giờ Hải sẽ vô bên nhà đó ha quý vị. Đây là có hai bà cháu ở nhà đây. Đây. Ở nhà đây thì làm cửa rất là kiên cố luôn quý vị ha, cửa gỗ đây, Hải chia sẻ luôn quay luôn cho quý vị xem ha. Cửa thì làm cửa gỗ bởi vì ở trên này á thì cửa gỗ. Ở thế này thì quý vị biết rằng là làm cửa mà cửa kính là đem lên này không được anh chị ha. Cửa kính đem này nó sẽ dễ bể nên là làm cửa gỗ một phần nó chắc nữa. Đây hai bà cháu đang ngồi đây. Bà ơi, sao bà mừng không? Có mừng không? Mừng chứ. Mừng à. Hãy nói thì bà cũng hơi khó nghe. Ở đây là mình dân tộc Cà Dông phải không anh chị ha? Ừ. Bà Danh có mừng không? Có nhà là có mừng không con? Dạ mừng. Dạ mừng. Thì thật sự là làm cái nhà trên này mà làm mà bê tông rồi làm mà tôn này đó quý vị ạ. Mọi thứ đều vận chuyển lên cái lúc mà trời bão quá quý vị. Cứ tôn thì đầu tiên đúng không anh chị? Tôn là vận chuyển đầu tiên, xong rồi có đến gạch, rồi đến tôn thì vác bộ quý vị, tôn vác bộ là hồi đó cũng mấy cây số hả ba? Nhờ nhá. 7 cây số. 7 cây số à, từ cái chỗ mà bán đến mua tới đây là 7 cây số đó, vác bộ đó quý vị. Thì hôm trước Hải cũng chia sẻ đến quý vị theo dõi rồi ha. Còn đây là đồng đông này là bằng gỗ này quý vị ha. Còn tôn đó, tôn này là tôn bóng dây anh nhanh dèm luôn đó ha. Tường nam dèm. Thì đây thì Hải thật sự là cũng xa, cũng có ở đây mà xây dựng như một số nhà và Hải cũng từng chia sẻ thì ở đây có vườn của bé Danh thì nói chung là cũng rất là quan tâm đến hoàn cảnh của bé, bởi vì giờ là ba mẹ thì không có đó quý vị, hay em là mồ côi cha mẹ rồi. Thì có dựng dựng ở đây là dựng chiên đây cũng đồng hành với Hải là từ cái lúc mà xem đất cũng là 3 cái miếng đất rồi quý vị ạ. Xem 3 miếng đất rồi giờ là mới có giờ mới hoàn thành được cái nhà. Thật sự là Hải không nghĩ rằng làm nhà mà nó vất vả như vậy quý vị. Đầu tiên thì có 1 miếng đất đó, nếu mà mình làm cái chỗ đó thì bị sạt lở đúng không anh, mà cũng ra rất là may quý vị, cũng làm đáng lẽ là làm cái trang kia đầu tiên đó, lô đất đó rồi giờ sạt lở rồi. Rồi đến cái lô thứ hai đó là đúng cái nhà đó là bị gì đúng không? Cái nhà đó là nghe nói hồi xưa là cái này nó là có người mắc không? Thì mà bà con này họ không làm. Rồi đến cái lô đất này mới làm được đây, 3 lô đất các vị. Đây anh cũng chia sẻ luôn cái nhà quý vị ha. Chia sẻ tổng chi phí là bao nhiêu luôn để quý vị biết luôn. Đó là cái phòng khách quý vị. Nhà này thì chiều chiều dài này là mà nó bao nhiêu mét qua qua nhà này? Ba Hả? ba Chiều ba dài. ba 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 Đâu cái phòng khách à, phòng khách là 3 mét 4 mét ba mét còn đây là cái mấy hiên, cái mấy hiên ở cái phía trên phía trước này nói chung là làm rất là kiên cố quý vị, ở trên này làm như vậy thì rất là kiên cố rồi. Còn đây là một cái phòng ngủ quý vị ha. Phòng ngủ cho hai bà cháu này, giường này là mấy sáu đúng không anh chị, mấy sáu hay mấy ha, mấy sáu rộng rồi, hai bà cháu ở là quá tuyệt vời, là rộng vì cái diện tích của ngôi nhà này thì do là quý vị biết là cái sau này thì nói chung là nó ngắn quý vị, đúng cái gốc cây này nữa nên là làm cái bếp ở hướng này đây đó, phòng khách rồi cái bếp ở đây, đây là bếp quý vị ha. Đây có cái cửa này, cửa gỗ này quý vị ha. Cửa này là đóng cửa gỗ ấy quý vị, bởi vì kiến là nếu mà vận chuyển lên đây là nó bị bể đó quý vị, nên là làm cửa gỗ ấy nói chung là rất là chắc chắn luôn. Nói chung cửa gỗ này hơi đóng tiền nhưng mà được cái là nó mát bình. Còn đây là toilet ha, đây là phòng bếp đó quý vị, bếp đây. Nói chung là
đó, tôi lấy nói chung là cái này làm như vậy thì thấy rất là ok rồi, rất là hài lòng. Đó. Nói chung là cửa cửa gỗ hết. Còn ở đây là bếp quý vị, bởi vì là ba hai bà cháu vừa đây là cũng đang ở trong đó là đang tỉa đậu đó quý vị, nên là chưa có về đây ở chính thức, chắc có thể là vài bữa nó dọn xong sạch sẽ là vô ở luôn. À, thì hôm nay anh đang bàn giao và tính tiền cho thợ đó quý vị. Quý vị thấy là đó, đây là phòng bếp ha. Thì cái chỗ này á, cái chỗ này quý vị như cái chỗ này hãy chia sẻ với quý vị ra đây, ở đây hơi chói nắng chói. À, đây là cái cửa phòng bếp này. Chỗ này thì đúc hai cái trụ đây rồi này. À, đúc hai cái trụ đây rồi sẵn rồi đây anh chị ơi. Hai trụ này là mình đúc để mà mình làm cái mái chỗ này đúng không? À, làm cái mái chỗ này quý vị chưa làm được. Ừ. Ừ. Cái trụ thì nói chung là mới đúc xong đó, là nên là nó chưa cứng phải không? Chưa cứng. Ừ. Đó này xong để làm cái mái bên đi. À, làm cái mái còn tấm tôn ở phía sau đúng không? Còn nặng dưa, còn dưa để làm. Dạ. Thì nói chung là cũng anh chị anh cũng báo phải là cũng cũng 10 ngày trước rồi là cũng xong rồi đó, nhưng mà thấy cái chỗ này cũng cần thêm cái mái chỗ này thêm nữa đây. Thì cái này thì có tôn sẵn rồi, mình chỉ có công nữa thôi chứ không tốn gì nữa đúng không anh? Con mua thêm còn 2 tấm đấy, còn dư 2 tấm, còn dư 2 tấm à? Còn dư 2 tấm tôn. Ừ. Mua thêm 2 tấm nữa, hai tấm nữa hả? 4 tấm, 4 tấm thì cái đó chắc cũng không có nhiều chi phí lắm đâu. Ừ. À. Còn cái này thì đường này sắp sắp làm bê tông rồi quý vị. Trên kia nói chung là cách đây khoảng 500-700 mét là làm đường bê tông đi rất là khỏe luôn quý vị, không giống như cái lúc mà hãy vô đây. Thật sự mình cũng có duyên là mình chia sẻ mấy khung cảnh là cũng được làm nhà cái có đường bê tông luôn. Đây mình chia sẻ luôn quý vị ha. Vì chói quá, nắng hơi chói. À. Đó quý vị, đây là cái nhà của bà Danh, quý vị thấy là đây có ông bà con hàng xóm ở đây cũng rất là đông quý vị ha. Đó phía trên kia. Đây là cái thôn văn hóa đó quý vị. Đó. Chia sẻ với quý vị biết để quý vị nói cho quý vị yên tâm, chứ không là nói là ở trong này nó không có ai phải không? Đó. Đó có khu này rất là đông 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 người ở đây. Rất là nhiều nhà luôn. Ở phía trên kia đây. Đó. Thì nói chung ở đây nhà thì chỉ bằng gỗ thôi quý vị, chứ còn cũng chưa có ai mà làm được cái nhà mà bê tông cốt thép như thế này. Ai cũng chia sẻ một chút thôi. Đây cái nhà đó quý vị ha, hướng này hướng đông phải không ta? Ờ hướng đông, hàng gì mà buổi sáng nắng nắng chói này. Hãy quay mà không biết hãy có thấy đường nữa không. À, quý vị làm cửa này quá quá chắc luôn rồi, cửa gỗ. À, thì tổng quan cái ngôi nhà là vậy quý vị ạ. Mấy giờ sao con vừa rồi con học được học sinh gì? À, được học sinh tiếng tiếng à, cố gắng học cho giỏi nha con. Ừ. Bà ngoại lắm nha, bà ngoại khỏe không? Khỏe. Khỏe nè. Đau gối thôi. À, dạ đau đầu gối nè. À. Bà có uống thuốc gì không bà? Hả? Có uống thuốc gì không? Không uống thuốc hả? Dạ. À, bữa nay là đang tỉa hả? Đang tỉa, tỉa tỉa lúa hả? Tỉa gì bà? Tỉa lúa. Tỉa lúa hả? À. Thì bữa nay thì bà cũng đang tỉa lúa ở phía trong cái chỗ mà ai nhá. À, anh hồ à. Thì bữa nay cũng đang tỉa lúa trong đó nên là chắc tỉa xong gần xong chưa bà ơi? Chưa, còn 3-4 ngày nữa. 3-4 ngày nữa rồi cái dọn đồ ở trong đó ra ngoài này ở ha, ở ra cho gần con gần cái. Bà Danh về bữa nay dọn đồ với lại bà ngoại ra đây nghe. Bữa nay thì đi học ở đây thì gần hơn trong đó nhiều con nhỉ? Gần hơn nhiều. À, thì hôm nay thì anh Triền ơi, đây, hãy cũng đọc cái danh sách của cô bác giúp đỡ lại một lần nữa ha. Và thứ hai nữa là hãy cũng chia sẻ luôn đến quý vị là cái làm cái nhà này có bao nhiêu tiền này, rồi còn lại bao nhiêu. À, thì trước tiên thì hãy cũng đọc lại cái danh sách mà cô bác giúp đỡ cho hai bà cháu một lần nữa để cho cô bác anh chị theo dõi ha. Là đầu tiên thì hãy đặt tới hãy trao là 2 triệu của chị Hiếu ở Úc. Cô ấy đó là cô cũng giấu tay thôi, lấy tên một cái tên bí danh là chị Nguyễn Thị Bích Hiền là 1 triệu, 2 triệu là này đã gửi đầu tiên. Rồi có cô Cami Fayez 5 triệu, chị Thảo Lê 300.000, Tô Phúc Vĩnh Nghi là 1 triệu, Ban Hội Hiệp Pháp Lệnh là 1 triệu, chị Lily Trường, chị Nga, còn chị Châu là 200 đô, là 4.616.000. Cô Võ Thị Duyên, Trần Thị Thiên Hương ở Mỹ là 2 triệu. Cô Hương Lý ở Cali là 2 triệu. Chị Anh Thi Đà Nẵng là 1 triệu.
Chú Sơn cô Thu ở Mỹ là 100 đô là 2.308.000. Chú Quỳnh Tiến Bình ở Thị Sĩ là 2.500.000. Cô Nhi Lê ở Mỹ là 50 đô là 1.155.000. Anh Dương Quỳnh ở Mỹ là 100 đô là 2.310.000. Anh Đức Lê là 200.000. Anh chị Sinh Phạm là 100.000. Cô Lê Thị Kim Lê 2.000.000. Cô Thủy ở Sài Gòn là 1. Cô Thủy Sài Gòn 1.000.000. Anh Phạm Ngọc Anh ở Tây Sơn là 500.000. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng là 500.000. Chị Năm ở Tây Ninh là 500.000. Chị Nhi ở Úc là 4.000.000. Bà Trần Minh Nguyệt là 1.000.000. Rồi ngày 3 tháng 4 2020 á, là gửi cho bà cháu là 3.000.000, là trong đó là 2.000.000 là gửi cho Dượng, và đó là mình nói là mặt bằng rồi đó, chuẩn bị đó ha. Với lại gửi cho 1.000.000 cho bà ngoại là nói là mua quần áo cho bà Giang. Cô Ngà Bình Thuận là 300.000, chị Kim Nguyễn US là 100 đô 2.310.000, cô Hồng Yên Côn là 100 đô 2.305.000, cô Tư ở Úc là 3.592.000, chị Lan Lauren Đặng là 100 đô 2.310.000, anh chị Nguyễn Trần ở Na Uy, Nguyên Nguyễn Trần ở Na Uy là 20.000.000, cô Châu là 1.000.000, Huệ Trương Trăng Liên ở Mỹ là 380 đô là 8.672.000, chị Thi Anh ở Seattle là 3.000.000, chú Nguyễn Văn Trung là 100 đô là 2.310.000, chị Thế Kiều ở Đài Loan là 15.000.000. Ngày 14 tháng 12 2020 là gửi 10.000.000 cho Dương Mới Danh, là đợt đó là mua tô đó anh ha, mua vật liệu xây dựng đó đó. Thầy Phước Nghĩa ở Úc là 300 đô Úc là 4.935.000. Chị Nguyễn chú Nguyễn Ngọc Sương là 100 Úc là 1.755.000. Là ngày 30 tháng 12 là gửi cho Dượng là 30.000.000 của để cũng để mua vật liệu ha. Anh Thanh chị Thu ở Mỹ là 200 đô là 4.630.000. Chú Tấn Danh ở Mỹ là 50 đô là 1.160.000. Chú Bé ở Mỹ là 200 đô là 4.670.000. Rồi thì đến đây là còn 69.953.000 ngày 11 tháng 3 đó, và 2021 thì gửi cho bà ngoại bà Danh là 2.000.000. Cộng 10.000.000 cho 2.000.000 còn 10.000.000 là gửi cái đợt mà 12.000.000 đợt mà lên chuẩn bị cái móng đó ha, là 12.000.000 là ngoại 2.000.000 với lại gửi cho Dượng 10.000.000 đó, là còn 57.953.000. Có bác Nguyễn Văn Tươi tôi bác Nguyễn Văn Tươi là 1.800.000 có gửi thêm, rồi chú Thể ở Mỹ là 2.000.000. Rồi ngày 27 tháng 4 á, là em chuyển khoản gửi cho thợ xây dựng của mình đó anh ha, anh Trung là 20.000.000. Dạ. Rồi là còn 41.753.000. Rồi xong là có em Tùng, em Tùng trước giải em lên đây đầu tiên là cái xưởng ban cô á, xưởng bảy ban cô là có gửi thêm cho bác Danh là 2.000.000 nữa. Chú Tùng hồi xưa là lên nhà con đó bác Danh. Rồi ngày 16 tháng 5 2021 là gửi anh Kiên đóng cửa nhà mình, cửa gỗ này là 10.000.000 ha. Dạ. Là còn 33.753.000. Ngày 18 tháng 5 2021 hôm qua là em gửi cho anh Trung thêm 7.000.000 đó, là tiền mà công của nhà này là 27.000.000 là em đã gửi hết rồi ha. Đó. Là hôm nay còn là 26.753.000. Đó. Hôm nay còn là em gửi còn số tiền còn lại đó. Thì em cũng tính tổng luôn, mạnh thường quân giúp đỡ cho hoàn cảnh mình là 118.753.000, là chưa tính là cái đợt đầu tiên em tới trao ha. Đợt đầu tiên tới trao nữa là 120.000.000 đó, nhưng mà cái này là em tính từ cái đợt mà được sau này, từ cái đợt em chia sẻ ra được sau á ha. Còn đợt đầu tiên thì em gửi này em không nói này trích của mạnh thường quân của kênh của em là 118.753.000, trong đó lòng nhà mình là hết 103.409.000. Rồi mua cái giường là hết 3.000.000, mua bàn ghế là 1.500.000, gửi cho hai bà cháu hai đợt là còn một đợt là 2.000.000 á, một đợt là 1.000.000 này với lại một đợt sau là 2.000.000 á, làm tổng hai lần á thì tính tổng luôn cho dễ ha, là 3.000.000 đó. Thì bây giờ nếu mà làm nhà này xong á thì còn 7.844.000, thì cái này tí nữa rồi anh chụp lại ảnh lại ha, anh chụp ảnh lại anh cũng cộng luôn với em ha. Nói chung em cộng thì em cũng kỹ lắm rồi đó, thì cái danh sách này thì em cũng đã đọc rất là nhiều lần rồi đến cô bác đó. Thì còn làm nhà xong là còn 7.844.000. Thì hôm nay thì em sẽ gửi lại tất cả số tiền này, ví dụ làm nhà với lại cái này có bà ở đây rồi, bà có thể mua mắm rồi thức ăn rồi cho bà Danh ha. Đó. Đó bà nghe. Hôm nay thì con cũng chia sẻ với bà luôn á, tin vui là làm nhà xong cho mình á.
là còn là 7 triệu 844 nghìn nha. Tội quá ở trên này. À, thì trong quá trình làm nhà thì ai cũng chia sẻ luôn quý vị luôn cái thông tin như này ha. Đó là cát này. Đó. À, cát là 8 triệu. 8 thiên ngạch là 16 triệu. 800 nghìn, bởi vì quý vị biết rằng đó là vật liệu mà chị vận chuyển lên ngoài là nó xa quá xa là nó đắt cái tiền vật liệu đó quý vị. Đó. Còn hãy cùng chia sẻ này, 30 kg sắt 8 này, 656, 10 kg sắt 6, 220, 10 cây sắt 12 triệu 4, một ống 90, ống nước á ha, 100 nghìn, một cây ống 34 là 60 nghìn, một cây ống 21 là 35 nghìn, 73 bao xi măng là 8 triệu 760 nghìn. Ví dụ như ở dưới miền xuôi á, là bao xi măng là tầm khoảng... 2, 3. Nói chung là dưới kia là có 80 nghìn nhưng mà lên đây tới 120 đó, vận chuyển tới đây đó. Thì nói chung là vật liệu thì Hải cũng chia sẻ luôn quý vị biết là lây này nó đắt hơn. Hai thùng sơn lớn là 980 nghìn, 10 bịch vôi 160 nghìn, một bịch đinh bắn tôn là 100 nghìn, hai cái co 25 nghìn, cái cái lỏng hả, cái lỏng đúng không, cái lẻng hả, cái gì đây, cái lan 50 nghìn, một bình sơn đỏ chân tường là 175 nghìn, 10 bình nước chân tường là 200 nghìn, 14 đồng tay là 2 triệu 8, 38 ván cấp pha 95 nghìn, khung ngoại là cái khung này đây, khung ngoại là khung này đây là triệu 9 này, khung ngoại này ở cái đó là triệu 9, 7 ký thép cột trụ là 208, 2 ký thép buộc keo là 80 nghìn, 7 bộ bản lề là 201, một bệ cầu là 175 nghìn, rồi khúc gì đám cái gì thế họ thế họ cây á, cây chống á, chống là 200 nghìn hả, không 18 tấm tôn là 8 triệu 839 nghìn, mốc này 4 triệu rưỡi, rồi 30 thùng gạch men là 2 triệu 8, 8 cái cửa này, cái cửa này, cửa này, à, cái bệ, à, cửa ở trong cửa nhà, cửa gỗ hết 16 triệu, thì tổng là 76 triệu 409 ngàn. Rồi tiền thợ là 27 triệu tiền công quý vị ha, làm nhà này tổng là 103 triệu 409 ngàn. Thì cái này thì con cái đi ghế ở bàn ghế, cái nào ghế để em ghi hôm nay rồi tính em lên quên cái này. Thì hôm nay là em còn là 26 triệu 753 nghìn ha, 26 triệu 753 nghìn. Anh chị đếm giùm cho bà giùm em đi, thì em gửi rồi, rồi có bà gửi tiền công tiền thợ rồi, nói chung là em gửi hết luôn á ha. 26 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, 21, 22 triệu, 23 triệu, 24 triệu, 25 triệu, 26 triệu, 26 triệu, 800, 700 hay 800, ừ, đúng rồi, 26 triệu 753 ngàn đó. Đây, để em coi, 26 triệu 753 ngàn là em đưa luôn 800 ngàn đó ha. Đó, thì nói chung là lấy hôm nay thì nhà mình cũng đã xong rồi, thì số tiền mà còn lại nếu mà anh gửi cho thợ xong á là anh tính là còn 7 triệu 844 nghìn, thì có thể là anh đưa cho bà một ít, còn lại là ví dụ như là vợ của anh giữ cũng được ha, để mà mua thức ăn cho bà cháu, rồi lỡ cái đau ốm gì đó mua thuốc uống. Dạ không luôn á, bà già có tiền kia phải gửi cho vợ. Dạ vì khó khăn thì qua đấy cho vợ, ý là bà già không giữ được tiền. Dạ theo thì ví dụ như là đó là ý kiến của bà già thôi. Dạ dạ, ừ, cái gì là không phải là vợ của anh mà biểu mẹ phải đưa tiền cho vợ không phải nha. Dạ. Là mẹ biểu là cũng con ruột của mẹ đâu, dạ, đâu giữ tiền giùm mẹ thôi. Dạ dạ, okay. đưa. Dạ bà già 2 triệu. 2 triệu ạ. Thôi giờ bà đưa cho bà 2 triệu là bà mua sắm à. Mua thức đồ ăn mà. Dạ, mua đồ ăn á. Dạ. Cảm ơn mấy con mấy cháu làm nhà cho bà già cũng an toàn rồi. Dạ, nhà an toàn rồi ha. Con sắp có nhà ở. Dạ dạ.
Chúc cho bà nhiều sức khỏe nha. Hôm nay có nhà là con thấy con mừng lắm rồi đây. Ở đây này như là chắc cũng có nhà nào giống như vậy đúng không anh? Con bác Danh nè, con bác Danh con gửi lời cảm ơn cô bác nè. Cảm ơn cô bác đã giúp cho con con một ngôi nhà mới. Con sao con phải cố gắng sao? Con sẽ cố gắng học hành tốt. Tốt nha. Rồi, này nhìn qua đấy nè. Em bé ngại lắm, nói chung là quay phim với em đi, nói chung cũng hơi sợ. Thì đó quý vị ha, thì ở trên này thì nói chung cũng có lót gạch men rồi có cửa rồi đó. Nhờ như thế này thì thấy cũng trên này thì cũng ok rồi đó quý vị. Nhưng mà anh Chiền ơi, ở trên này nếu mà được mình làm khung sắt ở này nữa anh em. Mà nói thì vậy thôi chứ trên này cũng không có gì đúng không? Nhưng mà có được thì làm khung sắt thêm nữa. Mỗi lần làm trên này mỗi lần khó thì có gì đo trước kích thước mình đem ra cái khung sắt á. Khung sắt mình làm khung sắt ở cái cửa sổ này nè. Ở đây chắc thì cần một cái này được rồi. Khung sắt ở chỗ phòng ngủ thì nó chắc. Ngủ trưa thì chỉ mở cửa ra là nó an toàn anh không? Làm cái khung sắt này ha. Làm cái khung sắt này chắc không bao nhiêu tiền. Thì nói chung là dự đây cũng... đây là khung sắt như 250 nha. Yeah. Theo mét. Có cái chưa thì cũng biết nữa. Sắt lên lắm rồi. Giờ sắt lên lắm. Nó thật sự quý vị làm cái nhà này dự tính là cũng 80 90 triệu đó quý vị, nhưng mà lên cao hơn chút, mà thật sự là cũng do tình hình gần đây thì sắt rồi cái thứ gì nó cũng lên quý vị. Làm nhà bây giờ nói chung là nó tốn, phát sinh ra mình cũng không đoán được. Nói chung mà với lại anh chị tính chắc cũng 80 90 triệu thì. Nhưng mà lên cái giá đó thì cũng không có nhiều lắm, lên cỡ mấy phần trăm, 10%. Dạ, tiền của cao quá. Cái tiền mà vận chuyển lên đây thì nó cũng quá là xa. Mà thôi, cũng mừng rồi. Tới đây thì nói chung đó là em thiệt sự với anh, chứ em cũng mắc ngủ với lại ngôi nhà của mình đâu. Vì sao phải không? Lâu quá, với lại cứ mỗi lần bảo cũng 2-3 đợt rồi, vừa rồi nó thiệt sự là không biết sao là làm. Để mà anh biết sao không? Cô bác anh chị Mạnh Thường Quân rồi ở trong ngoài nước á, thấy mình làm lâu rồi mình nói chung là cũng biết là không biết thân. Đó nên là cũng mong được đó là cô bác anh chị thông cảm giùm. Thật sự rất là ai cũng lo lắm quý vị, làm ở nhà nào cũng vậy. Giờ cũng mắc kẹt cái nhà của công viên bị cháy ở phía trên Nam Đà My đó. Mà nhà đó thì con rể với lại con trai cũng gây lộn và nó đốt quý vị. Cuối cùng giờ là chính quyền không cho xây làm quý vị, nên là giờ hãy cũng đang là có liên hệ được với lại một số cô bác Mạnh Thường Quân á, thì chuyển sang giúp cho hoàn cảnh khác. Đó, vì cũng giúp cho cô Duyên nhà bị cháy, ví dụ giúp cho mấy con đi học, còn lại nhà cháy ở trên đó thì không có làm được. Vì là nhà mà ví dụ cháy khách quan á quý vị thì có thể làm, nhưng mà cái nhà mà chủ quan như vậy á là chính quyền họ không cho làm đó. Bởi vì làm sẽ có những cái hệ lụy sau này nhiều cái lắm. Nói chung là mình cũng có chia sẻ, cũng mong là quý vị cô bác thông cảm. Còn tất cả những nhà mà hãy chia sẻ thì nói chung là làm hết, có nhà của ba bà cháu sống trong chuồng gà quý vị thì cũng làm xong rồi. Thì cũng mừng lắm. Thực sự thì cái ngôi nhà của Danh là ngôi nhà mà khó làm nhất trong những ngôi nhà. Bởi vì là cái vận chuyển vật liệu quý vị lên tới đây xa quá. Thật sự rất là xa luôn. Mà tới hôm nay thì quá là mừng rồi. Quý vị thấy là nhà bằng tay là gỗ hết. Nhà này rất là mát luôn. Ở chung ở đây này mà thấy cái ngôi nhà đi từ dưới đó lên đây thì thấy cái nhà này chắc ok nhất ở đây. Bé Danh ơi, con năm nay là con học lớp mấy rồi bé Danh? Con học lớp 5. Con học lớp 5 là năm nay là lớp 6 đúng không? Dạ. Bên đây là nghỉ hè rồi đúng không? Dạ. Cố gắng học hay chưa? Dạ. Thôi cũng mừng lắm rồi quý vị ơi. Thôi anh Tiền ơi, chắc em cũng lên chia sẻ một chút cho cô bác rồi em cũng xin phép em đi về. Cũng may có dựng rồi, dựng cũng chạy vật liệu rồi, chứ còn thật sự quý vị ở đây này mà thiếu bộ xi măng chở chắc cũng chết. Nhưng mà giờ đường bê tông đi rồi cũng ổn hơn rồi đúng không? Ổn hơn nhiều. Rồi thì thôi hôm nay con đi lên đang thăm bà chút nha. Hôm nay lên nhá thì có một kẹo cho bé Danh hồi nãy ở đâu rồi ta? Ở bên kia chú kia đưa cho con chưa? Tí nữa quên qua chú được. Để đi xe. Kẹo bánh chả nữa mà. Thôi thì con cũng đang chia sẻ với bà như vậy nha. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi bé Danh con cũng cố gắng học cho giỏi rồi, vài bữa đi lên chú thăm thôi chưa?
Học giỏi, và lại vài bữa nữa chú Lanh mà nếu được được sao đó, chú mua xe đạp cho nha. Yeah, thích xe đạp không? À. Đi đạp đi, bắt đầu đi đắt quá. À. Không nói đâu. Rồi, Hải cũng xin xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Xin chúc cho tất cả quý vị cô bác đã đồng hành cùng với Hải chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn. Thì đến hôm nay thì ngôi nhà cũng đã hoàn thành rồi. Một lần nữa Hải cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị và cô bác ở trong và ngoài nước đã chia sẻ giúp đỡ. Rồi Hải cũng xin chào tạm biệt tất cả quý vị ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.